Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin tức người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Cường. Đồng chí Nguyễn Phú Cường sinh ngày 19 tháng 6 năm 1967, giới tính nam, quê quán xã Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, nay là phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Dân tộc Kinh, ngày vào Đảng ngày 5 tháng 7 năm 1995. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân tài chính kế toán, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 dự khuyết 12-13, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 15, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đại biểu Quốc hội khóa 15. Tóm tắt quá trình công tác năm 1989 đến năm 1995, nhân viên phòng ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai năm 1995 đến năm 1996, phó trưởng phòng phòng ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai năm 1996 đến năm 2002, phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ năm 1999 đến năm 2004, từ năm 1999, tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2000 đến 2005, từ 2003 đến năm 2005, tỉnh ủy viên, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai năm 2005 đến năm 2011, tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy Biên Hòa, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11 tháng 1 năm 2011, hàng năm 2011 đến năm 2014, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, bí thư Thành ủy Biên Hòa, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai từ tháng 5 năm 2014, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 từ năm 2011. Tháng 11 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tháng 10 năm 2015 đến tháng 1 năm 2016, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, tháng 1 năm 2016, bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Tháng 6 năm 2016 đến tháng 1 năm 2021, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tháng 1 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đại biểu Quốc hội khóa 15, tháng 7 năm 2021. Tháng 7 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đại biểu Quốc hội khóa 15. Tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, đồng chí được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách khóa 15. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.